cũng có mấy trăm triệu gia đình, và họ luôn là tìm cách sống vươn lên và sống có ích cho xã hội, thì mình cũng vậy thôi. Từ khi gia đình mình cũng dạy con mình làm sao để mà sống có ích cho xã hội, cũng chia sẻ và yêu thương mọi người xung quanh, thì gia đình mình cũng như mọi gia đình khác, chả có gì khác biệt, cũng chả có gì to tát. Mỗi ngày sẽ nuôi cháu lớn lên và truyền cho cháu cái sự chân thành, sống yêu thương, chăm sóc mọi người, không gì là to tát. Cái mà chị nhìn thấy chị rất là càng ngày càng kiểu mình cảm nhận rõ hơn đó là khi mà ba nè, ba có bé thì ba càng ngày càng chững chạc hơn nè, ba yêu thương nhiều hơn. Và cái mà mình Phương rất là thích ở thực sự luôn ở chồng mình á, nghĩa là luôn biết cách chia sẻ cái tình yêu thương á, không phải chỉ cho gia đình của mình không, mà cho tất cả những người xung quanh bạn bè và những người mà anh không biết nữa, những người xa lạ luôn. Cho nên là mình thấy là mình rất là học hỏi ở chồng mình cái điều đó, và mình mong là con của mình sau này cũng sẽ có được cái điều giống như ba. Tại vì thực ra là ba mẹ chị cũng kiểu là di cư, nói chung là đi từ Quảng Nam đi kinh tế mới, cho nên là tập trung vào việc kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Mà thời điểm đó mà tới 5 đứa con lận, nên là phải mình bây giờ mình hai bé thôi mà cũng chật vật rồi. Mà ngày xưa ba mẹ nuôi 5 đứa, rồi ba mẹ phải đi làm, mà lương của ba lương giáo viên nữa cũng không có nhiều lắm mọi người, nên là ba mẹ chỉ có đi kiếm tiền thôi, nên cái sự kết nối của mấy chị em nhà không có nhiều. Hầu như là Phương có thể là Phương thấy thiếu cái tình cảm kết nối đó, mặc dù rất là thương yêu nhau nhưng mà không bao giờ nói ra, hoặc là thôi có những cử chỉ ôm ấp hoặc nói lời yêu thương thì không. Nhưng mà khi mà gặp anh Giang thì khác, mọi thứ từ suy nghĩ của chị của nhà Phương về cái việc mà gia đình đó thay đổi luôn. Và chứng kiến nhất là thấy là mấy anh trong gia đình của nhà mấy anh chị nhà anh Giang á kết nối với nhau lắm, và luôn luôn cứ rảnh là anh em gặp nhau hoài, nấu ăn với nhau rồi kiểu trò chuyện á, là mình rất là thích cảm giác đó. Không, Phát Lan nó rất đúng nha. Với cá nhân chị, ảnh hay nói là sao em nói anh chị, nhưng mà thật ra không, chia sẻ thiệt luôn rồi. Bản thân chị là thấy ảnh là người luôn giúp đỡ mọi người xung quanh á. Thậm chí chị đã nói là không hẳn là những người gọi là bạn bè thân, mà bạn bè bình thường nữa, mà những người thậm chí là những người xa lạ, có những cái duyên là đưa tới thì ảnh sẵn sàng hỗ trợ hết mình bằng cả trái tim. Thì Trường Giang thì bình thường thôi, Trường Giang không nghĩ là cái gì ghê gớm lắm. Những gì mình có mình san sẻ, những gì mình hỗ trợ thì mình hỗ trợ. Và dĩ nhiên Trường Giang cũng sẽ hỗ trợ nhiều bạn, và cũng sẽ có, mà hỗ trợ là hỗ trợ thiệt, và bằng cái tình chân tình thiệt, chứ không phải là qua loa hay là tạo nét hay là gì, không có. Cả Phát La hay là bất kỳ bạn phát nào khác, hay là bạn ABCD nào khác cần hỗ trợ là hỗ trợ. Tại vì ngày xưa nếu mà mình không có sự hỗ trợ của các anh lớn thì mình cũng đâu có như vậy. Nhưng mà hôm nay mình có một chút gì thì mình sẽ hỗ trợ được các bạn nhỏ. Đúng rồi. Đa số những người đi chơi á, kể cả hỗ trợ hay là ít hay nhiều gì, mấy đứa nhỏ bây giờ là mấy đứa nó cũng sống tử tế lắm. Ví dụ như Lily một mình vào thành phố Hồ Chí Minh nè, rồi cũng một mình lo cho mẹ nè. Dạ, cho trường đó. Rồi mẹ cũng bị bệnh nè. Phát cũng một mình lo cho mẹ nè. Đó, rồi mấy đứa nhỏ. Cũng nghe lời Buka hay Jin thì cũng rất nghe lời và cũng biết sống tử tế. Nói chung là các bạn trẻ bây giờ các bạn hiểu được rằng là sống không tử tế và làm nghề không chân thành thì khán giả không thương. Mà các bạn là quý nghề lắm, cho nên các bạn tìm mọi cách làm sao để sống cho đúng nhất. Thì có lần đám cưới Buka thì mình có nhắn tin Buka là con làm đám cưới bao nhiêu lần cũng được, nhưng mà con đừng có bày vẽ gì mà nó không phải đúng của vợ chồng con. Con phải làm những cái gì từ trái tim mình nhất. Ví dụ như đẩy dưới quê thì không được hả, security đứng rồi đẩy khán giả, đẩy bà con ra, đẩy không được. Nó chờ ba bạn tâm thì con đàng hoàng lắm. Xong cuối cùng khán giả thương thì bây giờ cũng đi làm nhiều. Khi mà khán giả thương rồi thì khán giả trả lại cái tình thương mà mình đối với khán giả cả ngàn lần. Cái này là Trường Giang nói thiệt, hồi xưa mình cũng có gì đâu, bây giờ có nhà, có xe, có vợ, có con. Xưa có gì đâu, hồi xưa ăn ổi mì còn có ăn, bây giờ hả bao nhiêu không có. Cho nên bù lại là mình san sẻ hết cho mọi người. Là nói cái vụ Nam Thư trong 2000 game á hả, thì Nam Thư là một bé đó, nó có gì nói đó, chứ còn không có gì xấu xa cả. Tại vì cái bữa đó là hình như bữa đó là có Buka, dạ Lâm Vĩ Dạ, thì Lâm Vĩ Dạ là em ruột tôi rồi, không nói rồi. Buka là con cũng như con ruột rồi, có ai người ta thì có Minh Tú rồi Kali. Thì cái buổi đó là một cái buổi quay một đêm, thì Thư là
Thư là một cô bé nhiều tổn thương, nhưng mà bên ngoài là tỏ ra mạnh mẽ, nên bé thấy Trường Giang hả ghẹo dạ, anh với dạ giống như anh em ruột cứ ghẹo nhau rồi cứ ăn đi đi đến gì sao sao, thì bé nói ủa sao ông Giang không giỡn với mình vậy, cái tự nhiên buồn buồn mới nói ra, thì nói ra rồi thôi bây giờ đem bình thường có gì đâu. Chứ còn Trường Giang cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là quan tâm người này ít hơn hay quan tâm người kia nhiều hơn. Thực ra Nam Thư á là một đứa rất là mạnh mẽ, nên cái sự quan tâm của dành cho Nam Thư mình mình đâu cần nhiều, tại Thư mạnh quá rồi. Thư nó muốn lại mình ai cản được nó, với lại Nam Thư mà làm cái gì là cũng phải làm cho tới bến. Chứ còn bù lại như Lâm Vĩ Dạ rồi nhiều khi khóc tuổi thân đó, với lại Dạ là dù gì cũng diễn với Trường Giang nhiều năm rồi, ăn dầm nằm về được các show rồi. Tại giao diện của Thư là kiểu giống như là bạn đi bọc người ta chứ không phải là kiểu mong manh. Với lại mấy đứa cô đơn hay khóc nữa, cô đơn Thư cô đơn, cô đơn mà this bad nó cũng khó, nó hơi dễ chính xác là khó, bởi vì cũng nhiều cặp vợ chồng cũng biết điều đó, chứ ai mà chả biết tất cả mọi lý thuyết bấm Google là có hết. Mọi người đều biết là phải lắng nghe, phải chia sẻ, phải tha thứ, phải cùng phải đồng hành cùng nhau nói về một câu chuyện, cùng nhau san sẻ việc nhà thì có hơi đánh nhé. Nhưng mà là con người của mình, mọi người biết là con người là nhân vô thập toàn, không có ai toàn vẹn cả, sẽ có những lúc họ sẽ phạm phải sai lầm này, sẽ có những lúc họ nóng tính, sẽ có những lúc họ muốn bản thân mình phải là đầu tiên, phải có những lúc họ muốn tất cả mọi người phải phục tùng. Thì thay vì họ gặp được cái người chiều dịu xuống, ví dụ như họ đang nóng thì cái người vợ dịu, hoặc là họ đang muốn hả tại sao vậy em sai rồi mà, thì họ vợ cái người vợ đó nếu mà em sai thì chiều để cổ nói không em sai, thì lúc ông chồng xuống rồi thì lúc đó bà vợ đúng, thì gọi là nhịp nhàng như vậy. Chứ còn mà ai cũng đùng thì tất cả mọi thứ nó sẽ tan vỡ. Cho nên là mỗi cái lúc nóng giận thì thôi đừng nói gì, im lặng. Tôi là hồi xưa tôi nói ghê lắm, giờ tôi lấy vợ hai đứa con, mỗi lần vợ tôi điên lên là tôi im thôi, rồi tôi đi chỗ khác tôi ôm con thôi. Cái người lúc đó, cái người mà nóng giận, một cái người ban phát từ trong miệng mình ra những cái lời lẽ nó tệ, thì chính họ sẽ thấy tổn thương. Họ thấy tổn thương họ và họ thấy tổn thương cái người họ làm tổn thương. Thì người tổn thương thì làm tổn thương người khác, thì lúc họ sẽ đau nhiều hơn là cái người mà im lặng và quay lưng đi chỗ khác.